nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi coi đốt đồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu du rong chơi những ngày đầu chùa, ba giá miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh. Xuân Mỹ xin chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Cả nhà nghe Xuân Mỹ hát bài rau còn thương rau đắng mọc sau hè như thế nào cả nhà? Ngẫu hứng hát vu vơ, chứ thật ra làm sao mà mình hát hay như Út Cường hay là chị Hương Lan, đúng không cả nhà? Sở dĩ cái Xuân Mỹ ngẫu hứng hát vài câu của bài còn thương rau đắng mọc sau hè để mở đầu cho video của mình là vì hôm qua đã có một cái tin vui được loan truyền ra cho fan xanh đột chuối nữa. Tin vui đó thì có lẽ một số khán giả cũng đã nắm bắt. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đi vào chi tiết để mình xem tin vui đó như thế nào ha. Như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official để xem lượt view trên kênh này như thế nào ha cả nhà. Hồ Văn Cường Official thì 126.000 sub nha cả nhà. Nhà hãy ủng hộ cậu Út Gò Công. Rồi và các bài hát thì sao? Bài Bà Năm thì hôm nay đã lên được 751.000 lượt xem rồi. Bài Tiếng Hát Chim Đa Đa thì 405.000 lượt. Tình Thấm Duyên Quê thì 556.000 lượt. Và Mấy Nhịp Cầu Tre thì 674.000 lượt cả nhà. Cứ thế mà chúng ta cùng nghe nhạc để tăng view cho cậu Út Gò Công thôi nha cả nhà. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè thì cậu ấy cũng đã có hát, nhưng mà lần này hy vọng sự kết hợp giữa hai thế hệ dân ca thì như thế nào nha cả nhà. Xin lỗi cả nhà, giọng Xuân Mỹ thì hơi khào khào rồi. Sáng nay thì cũng cái hàm nó hơi đau đau, không biết là bị gì đây nữa. Nhưng mà cố gắng làm video để gửi đến khán giả xa gần. Mong mọi người là tiếp tục ủng hộ cậu Út Gò Công bằng những cái lượt view mới nhất ở trên kênh Hồ Văn Cường Official ha cả nhà. Rồi Xuân Mỹ xin vào thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì cách đây 1 giờ mới đăng hàng loạt seminar. Seminar là một dạng hội thảo đó cả nhà. Hàng loạt seminar chuyên ngành hấp dẫn dành riêng cho sinh viên Hoa Sen. Khởi động một học kỳ mới đầy phấn khởi, Đại học Hoa Sen thay đổi hình thức giảng dạy một số học phần giáo dục khai phóng bằng hình thức seminar hấp dẫn. Để từ học kỳ 2 năm học 2022-2023, kể từ nhằm tăng thêm tính trải nghiệm và đa dạng cho sinh viên khi tiếp cận với những nguồn kiến thức mới, mỗi sinh viên sẽ được đăng ký tham gia 10 seminar để thay thế cho một môn giáo dục khai phóng. Nhờ vậy các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu lĩnh vực khác nhau phù hợp với sở thích của mình. Wow, trường tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên nữa nghe cả nhà. Khi mà tham dự seminar thì mình có thể thuyết trình theo cái sự hiểu biết, sự cảm nhận của mình và lựa chọn cái hội thảo nào cho nó phù hợp theo sở thích, theo sở trường nữa nghe cả nhà. Thay vì là tất cả chúng ta cùng dồn học một môn, học khai phóng, một môn giáo dục khai phóng, thì sinh viên có một cái lựa chọn thông thoáng hơn. Trường tạo điều kiện mở cho sinh viên là chọn 10 hội thảo để thay thế cho một môn giáo dục khai phóng. Quá tuyệt vời nha cả nhà. Đó là một cái sự đổi mới trong giáo dục nữa đó của trường Đại học Hoa Sen. Như vậy là các em sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng của mình thông qua những cái buổi hội thảo.
Rồi đây là cái ảnh chi tiết của hội thảo để Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe ha. Tháng 11 năm 2022 thì có làm chủ công nghệ marketing kỹ thuật số. Cái này thì chuyên ngành marketing của cổ Gò Công có thể đăng ký được nè cả nhà. Marketing kỹ thuật số diễn ra ở số 8 Nguyễn Văn Chán. Mở rộng luôn cả học sinh trung học. Rồi một trong các chủ đề đó là nhượng quyền đầu tư xuyên biên giới, nhượng quyền cơ hội khởi nghiệp, biến ước mơ thành hiện thực và thị trường xuất khẩu, những trải nghiệm sống còn cho doanh nghiệp đó cả nhà. Rồi đó là cái hội thảo tháng 11. Bây giờ tháng 12, tháng 12 là Career Manager Men ở số 8 Nguyễn Văn Chán. Rồi Hip Brick Travel Chain Risen. Rồi quản lý tài chính cá nhân. Rồi seminar về các công nghệ. Nó hơi nhỏ cả nhà, để Xuân Mỹ bung lên ha. Seminar về các công nghệ mới nổi như AI, IoT, blockchain, cũng số 8 Nguyễn Văn Chán. Tháng 1 thì để dành nghỉ Tết. Rồi tháng tháng 2 năm 2023 thì Marketer. Rồi Responsibility Food Innovation, ngoại ngữ 2 trong kỳ hội nhập. Rồi đến tháng 3 thì có cái gì? Logistics, huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Rồi tâm lý học và kinh doanh. Tháng 4 thì seminar về những kỹ năng trong lĩnh vực IT. Rồi top and chase traffic to best place for interested English trail. Đối tượng này mở rộng ra những đối tượng học Anh văn, học sinh, sinh viên luôn. Rồi tháng 5 2023 thì bất động sản trong thời đại kỹ thuật số. Tháng 6 thì Hospitality and Tourism Career Talk. Rồi tâm lý học trong nghệ thuật. Rồi thiết kế không gian sống hiện đại trong đô thị. Tháng 7 thì có seminar về cơ hội việc làm trong lĩnh vực IT. Tháng 8 thì liệu có thể biến game thành nghề kiếm tiền. Rồi di sản trong thời đại mới. Tháng 7 là seminar về cơ hội việc làm trong lĩnh vực IT. Tháng 8 là liệu có thể biến game thành nghề kiếm tiền và di sản văn hóa trong thời đại mới. Tháng 9, tháng 10 thì là tháng để tuyển sinh. Nhận hồ sơ tuyển sinh đó cả nhà, những cái hội thảo này thì sinh viên có thể đăng ký, tự do đăng ký, và trong học kỳ 2 năm học thì các em có thể lựa chọn hội thảo. Hội thảo thì nó thoáng hơn, nó không có khô cứng như những cái bài giảng, mà nó có cái sự tương tác giữa các cái diễn giả và người dự hội thảo ha cả nhà. Chúc cho các bạn thành công với cái chương trình này. Đó là thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ Xuân Mỹ sang trang đại gia đình Ngọc Sơn, thì hôm qua anh Sơn có đăng cái video mà Xuân Mỹ trích đăng cho cả nhà với cái trailer live show tình phụ tử nè. Đó cả nhà, trailer thật là đẹp luôn. 20 giờ ngày 3 tháng 12, nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0977 12 136 127. Và với cái video mà tập dượt bài Thương Người Nông Dân: tôi thương người nông dân chân lấm tay bùn, yêu những cánh đồng thẳng cành cò bay đó cả nhà. Xuân Mỹ hôm qua thì video chi tiết rồi, thì Xuân Mỹ xin đọc cái nội dung thôi nha cả nhà. Đếm ngược live show tình phụ tử, cực công phu diễn ra. Vậy là chỉ còn hôm nay thì 3 ngày nữa, sự kiện tổ chức quy mô vô cùng hoành tráng dành cho hàng nghìn khán giả yêu mến danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường, sẽ chính thức diễn ra tại nhà hát Âu Cơ. Không khí nóng hơn bao giờ hết và đã có hàng trăm khán giả đăng ký mua vé lắng đọng cùng tình phụ tử. Bạn đã đăng ký chưa? Hãy gọi cho hotline 0977 136 127 cả nhà. Đó, cả nhà hãy cùng đếm ngược nha.
Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ sang cái chỗ mà tại sao mà Xuân Mỹ có ngẫu hứng hát bài Còn thương đâu đắng một sao hè, đó là trên vườn 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 ơi mở ra đã thông tin mới nhất hôm qua, ở tại lầu 3 nhà hát Bến Thành số 6 Mạc Đĩnh Chi quận nhất sẽ diễn ra mini show tiếp tục danh ca Hương Lan vào ngày 8 tháng 12 cùng O Sen Ngọc Mai. Ngọc Mai là người được giải từ chương trình Mặt Nạ Kép đó cả nhà, Mask Kép đó, người bí ẩn. Và khách mời là Hồ Văn Cường tiếp tục cả nhà với chủ đề Còn thương rau đắng mọc sao hè đó. Nắng hạ đi mây trôi lang thang chờ hạ buồn coi coi đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng cả nhà. Trong vòng 6 ngày thì có 3 show, nhưng mà show 3 tháng 12 là show lớn lớn nhất và được tập trung công phu nhất, dành một cái thời gian rất là dài từ trong đầu tháng 11 là bên ban tổ chức đã công bố show. Còn Vừng Vừng ơi mở ra thì chỉ mới công bố cái show này, cái mini show này tối hôm qua thôi. Trưa hôm qua, ngày ngày hôm qua thì vẫn còn ngày 8 tháng 12 và chỉ có tên của danh ca Ngọc Hương Lan và Ngọc Mai thôi. Khách mời Ngọc Mai thôi, nhưng mà tối là bên Vừng show bung lụa, và có thêm đổi cái poster, có thêm hình ảnh của cậu Út Gò Công ha cả nhà, rất là vui đó. Bây giờ nhà xanh đột chuối đang xôn xao nôn nao, xôn xao là làm thế nào để đu show, nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ các bà các mẹ fan xanh chuối sẽ cân hết với cái lịch diễn này. Ngày 3 tháng 12 thì xem show ở nhà hát Âu Cơ, xong rồi bay vào ngày 4 tháng 12 thì xem Vừng ơi mở ra hết cả nhà, danh ca Hương Lan và Hồ Văn Cường, rồi ở thành phố Hồ Chí Minh dạo chơi thăm thú Bến Nhà Rồng, ăn kem Bến Nhà Rồng, rồi xong rồi thăm thú vườn Thảo Cầm Viên, công viên Đầm Sen, đi đập dịch rồi ha cả nhà, rồi xong rồi tới ngày 8 mình xem show ở Bến Thành rồi mình về. Ngày 8 thì nó nhằm ngay thứ năm, nó là tối thứ năm nha cả nhà, cho nên là Xuân Mỹ thì ngày đó ngày làm việc cho nên Xuân Mỹ không có đi được, nhưng mà rất là mong các bà các mẹ có một kỳ một ngày đu show rất là vui vẻ. Các show 8 tháng 12 này, mini show của Cường này, FC cũng có hỗ trợ đặt vé nha cả nhà. Cả nhà có muốn đặt vé thông qua FC thì kết nối Zalo với Xuân Mỹ 0913136109 để Xuân Mỹ kết nối Zalo ha cho các bạn miền Nam. Hôm nay thì Xuân Mỹ cũng có một chị ở Cần Thơ đi show 8 tháng 12 này, ai ở Cần Thơ mà muốn đi show thì Xuân Mỹ kết nối với miền Nam, tại vì Xuân Mỹ không có đi cho nên Xuân Mỹ không có tháp tùng cùng mọi người được. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần vui vẻ ha. Rồi bây giờ trên trang Hồ Văn Cường, FC miền Nam hay S Entertainment đều chuẩn bị cho show 3 tháng 12, và trên trang Hồ Văn Cường xanh đột chuối miền Nam cũng fan cũng dẫn về một bài báo Hồ Văn Cường lột xác ngoạn mục điển trai hút hồn khiến danh ca Ngọc Sơn tự hào, được đăng trên South Star. South Star này hồi trước cũng có nhiều bài nói về nói không hay về Cường, nhưng bây giờ quay xe nghe cả nhà, quay xe đó cái gì tốt thì người ta phải đưa thôi đúng không cả nhà, không lẽ nói xấu Cường hoài. Rồi bây giờ để Xuân Mỹ đọc cái nội dung này cho cả nhà nghe ha. Danh đây cái tựa nè: Hồ Văn Cường lột xác ngoạn mục điển trai hút hồn khiến danh ca Ngọc Sơn tự hào, có thể nói qua bàn tay nhào nặng trong ngoặc kép của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã thay đổi đáng kể. Thời điểm cuối năm, danh ca Ngọc Sơn bận rộn với hàng loạt vai trò khác nhau, từ giám khảo các cuộc thi nhan sắc, giám khảo các chương trình truyền hình, game show lớn, đồng thời anh vẫn miệt mài chạy show gặp gỡ khán giả khắp mọi miền đất nước, làm thiện nguyện giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Dù bận rộn là vậy, sắp tới Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường sẽ có một buổi hẹn đặc biệt với khán giả người hâm mộ Hà Nội bằng đêm live show mang tên Tình Phụ Tử. Đây hình ảnh của hai bác cháu đó cả nhà, được Sao Ta trích đăng. Mới đây Hồ Văn Cường
một mình đến nhà thầy Sơn luyện tập bài hát mới mang tên Thương Người Nông Dân, do chính Ngọc Sơn sáng tác để Hồ Văn Cường có thể hát tốt nhất ca khúc mới của mình. Ngọc Sơn đã tự tay đánh đàn cho học trò, hướng dẫn cách luyến lái phát âm tròn vành rõ chữ, giúp Hồ Văn Cường cảm nhận được hình ảnh làng quê bình dị, thân thương, đẹp đẽ, người nông dân hiền lành, chất phác, thật thà thông qua những ca từ giai điệu thiết tha. Đây hình ảnh nè cả nhà. Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn. Ở Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đã thực hiện một hành trình thay đổi ngoạn mục cho học trò, tạo ra một phiên bản Hồ Văn Cường hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ngọc Sơn dạy Hồ Văn Cường không chỉ từ những điều nhỏ nhặt như cách hát, cách tương tác với khán giả trên sân khấu, mà còn chỉ dạy cả cách sống, đối xử chan hòa với mọi người. Đó, cái thả tim, rụng tim chưa? Các bà, các mẹ, nụ cười và cái... mọi người bình luận là hình này nhìn gương mặt Cường tròn trịa hơn, thấy có vẻ là lên cân rồi, cũng mừng cho con ha cả nhà. Đó, rồi đây hình ảnh con tập vợt đây. Ngọc Sơn luôn tự hào hạnh phúc khi các con em học trò đến với mình đều do duyên trời sắp đặt. Là học trò của Ngọc Sơn thì bất kỳ ai cũng đều ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế đúng những điều Ngọc Sơn chỉ dạy từ trước đến nay. Ngọc Sơn rất hãnh diện khi tất cả học trò cả trong và ngoài nước đều là những người thành công trong xã hội, có chỗ đứng vững chắc dù ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Đó, hình ảnh hai bác cháu tập vợt. Nói riêng về Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thót lên 8 tầng mây, hiện tại thì trầm ấm mang âm sắc đẹp lạ truyền cảm. Điều quan trọng của một người nghệ sĩ là tố chất lạ đó, bởi mỗi người ai cũng là một bông hoa khoe sắc, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật. Nhưng những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ chóng mặt sau thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Cũng bởi Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa trong tương lai. Ngọc Sơn tin rằng khi gặp lại Hồ Văn Cường trong live show sắp tới, khán giả thủ đô sẽ phải bất ngờ bởi những thay đổi ngoạn mục của cậu bé dân ca ngày nào. Anh bật mí trong Tình Phụ Tử, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện 4 lần trên sân khấu và thay đổi nhiều trang phục đẹp nhất. Như vậy là mỗi lần hát 3 bài ha cả nhà. Bởi vì ban tổ chức đã bật mí là Cường hát 12 bài, như vậy xuất hiện 4 lần thì mỗi lần sẽ hát được 3 bài. Trời ơi, quá dữ rồi cả nhà ơi. Đó, nôn nao dữ lắm luôn rồi đó. Nè, cái góc nghiêng này thì nhìn Cường cái gương mặt nó đầy đặn hơn chút xíu ha cả nhà. Được biết đã hơn 2 năm Cường chưa diễn tại Hà Nội, nên với lần trở lại này, quán quân Việt Nam Idol nhí 2016 không khỏi hồi hộp và mong chờ. Cũng giống như Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường có ấn tượng sâu đậm và rất yêu mến con người cũng như nét đẹp cổ kính của thủ đô Hà Nội. Cả hai thầy trò đều mong muốn mang lại những màn trình diễn xuất sắc, tốt nhất cảm xúc dành cho khán giả thân yêu. Một lần nữa chúc show diễn của hai bác cháu thành công cùng các ca sĩ khác, và chúc cho chương trình do Ash Quang Ngọc chỉ đạo sản xuất thành công rực rỡ hay cả nhà. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, ai có muốn đặt vé thì gọi 0977136127 hoặc kết bạn Zalo với Xuân Mỹ 0913136109 để đi chung với FC, đặt vé chung với FC ha cả nhà. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn là gửi đến cả nhà. Trong Hồ Văn Cường xanh được chúa miền Nam. Hôm nay thì trên Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn, một bạn Mai Admin cũng đã đăng cái thông tin chuẩn bị quà cho show 3 tháng 12. Một cây làm chẳng nên non, nhờ có thêm các bà các mẹ luôn sát cánh ủng hộ động viên giúp đỡ và cùng chung tay với ban quản trị để tạo ra nhóm Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn đoàn kết vững mạnh nhằm mục đích lan tỏa yêu thương đến con Hồ Văn Cường. Nhân show diễn 3 tháng 12 quà đã sẵn rồi, thêm lời thương nhớ bồi hồi nhớ con. Các bà, các mẹ nhóm Zalo của nói vòng tay lớn tặng con một món quà nho nhỏ số tiền 5 triệu. Ảnh xếp thành hình tròn tượng trưng cho vòng nói vòng tay lớn, bó hoa xinh xinh với cái màu mà con yêu thích. Món quà tuy không có giá trị nhưng là cả sự yêu thương chân thành của các bà các mẹ gửi tới con. Mong con thêm khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.
Ngày càng thành công tỏa sáng, một đời an nhiên công nhé. Chúc show diễn đêm 3 tháng 12 thành công rực rỡ. Cuối cùng không quên chúc cho các bà, các mẹ, nhóm nói vòng tay lớn và tất cả những người yêu thương con Hồ Văn Cường thật nhiều sức khỏe. Sẽ mãi gắn bó bên con, bên nhau lâu hơn để cùng nhau tiếp sức, ủng hộ và bảo vệ cho con trai Hồ Văn Cường của chúng ta suốt chặng đường con đang đi và sẽ đi nhé. Con em xin thay mặt nhóm nói vòng tay lớn chân thành cảm ơn nhà mình yêu thương. Rồi đây, đây là 5 triệu và bó hoa nha cả nhà, của nhóm nói vòng tay lớn gửi tặng cho cậu Út Gò Công. Đâu đâu cũng có hoa, đâu đâu cũng có quà, những bó hoa tiền, những giỏ hoa, những chỉ vàng đã được thông tin để tặng cho cậu Út Gò Công từng show diễn. Và với Xuân Mỹ thì chỉ có mong mỏi là Cường diễn xuất sắc nhất, thành công nhất ở từng mỗi show diễn mà con có mặt tham gia ha cả nhà. Rồi chúng ta hãy cùng ủng hộ con qua những cái show diễn đó. Tiếp theo thì các trang Hồ Văn Cường Fan Club, Hồ Văn Cường Xanh Đục Chuối các miền đều dẫn lời về, dẫn share cái bà trang của Hồ Văn Cường, trang của Vừng Show về cái mini show 8 tháng 12. Nhưng mà Xuân Mỹ xin chuyển sang cái trang của Us Entertainment để cho cả nhà ủng hộ live show tình phụ tử nha. Đây cái hình này, poster này quan trọng, gần nhất, cận nhất, cận ngày nhất nha cả nhà. Ngọc Sơn, đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến cho quý khán giả về Cường. Phải nói rằng dù Xuân Mỹ xin nhắc lại, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Cường như trai sạn trước những cái giông bão, những cái lời bịa đặt, những cái lời chửi rủa, những cái lời nhục mạ, tất cả Xuân Mỹ gọi chung lại là bắt nạt trên mạng. Em cũng có xuất hiện đó, nhưng mà với một cái sự một cái tên ẩn danh, em biết hết đó, em nghe hết đó, những lời nhục mạ mình và gia đình mình, những lời chửi rủa mình, nhưng em đều bỏ ngoài tai. Và dường như là chai sạn với những lời đó, và chỉ lặng lặng mà đi, lặng lặng đi tới theo sự chỉ dẫn âm nhạc của anh Sơn, với sự hỗ trợ tinh thần, động lực của fan xa gần đứng sau lưng, để cho em bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình. Và từng show diễn đã diễn ra, và 20 bài hát, triệu view trên kênh Hồ Văn Cường Official trong vòng có 10 tháng. Đó là những cái thành quả ngọt ngào nhất mà Cường đã gặt hái được trong vòng 1 năm qua ha cả nhà. Và Xuân Mỹ tin rằng đúng như lời nhận xét của anh Sơn, Cường còn tiến bộ và tiến xa hơn nữa, gặt hái thêm nhiều thành công nữa. Đó là nhờ sự nỗ lực của chính bản thân em ấy và sự trợ lực đắc lực của người danh ca, người thầy có tâm có tầm là anh Ngọc Sơn, những mạnh thường quân xa gần và fan, một lực lượng fan đông đảo. Đó là thông tin về Cường. Bây giờ Xuân Mỹ xin nói thêm một cái chi tiết này. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã theo yêu cầu là đã trả hồ sơ về công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra. Thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục thêm 2 tháng để điều tra bổ sung nha cả nhà. Ngắn gọn như vậy. Có người thắc mắc là đến khi nào thì vụ việc bà Hằng mới được đưa ra xử. Và theo sự hiểu biết của Xuân Mỹ thì có những vụ việc cả nhà, có những vụ việc mà bị can bị tạm giam cho đến khi hoàn tất hồ sơ điều tra đem ra xét xử, thì là người ta đã được cái thời hạn tạm giam nó được quy ra là bằng với cái thời hạn kêu án, cho nên là người ta trả tự do tại tòa luôn cả nhà. Tức là thời gian tạm giam cũng được tính vào thời gian thụ án, cho nên nó khi ra tòa kêu án thì là coi như là hết thời gian thụ án luôn cả nhà. Nó như vậy đó, cho nên là khi mà cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc mà Viện Kiểm sát cảm thấy vụ việc này chưa thể đưa ra truy tố xét xử, thì chưa thể hoàn tất hồ sơ cáo trạng, chưa thể hoàn tất hồ sơ cáo trạng để đưa ra xét xử, thì Viện Kiểm sát có quyền đề nghị cơ quan điều tra điều tra tiếp tục ha cả nhà.
và thời gian, Xuân Mỹ xin nói để mọi người cùng hiểu là thời gian tạm giam thì cũng được tính như thời gian thụ án sau khi kêu án, cho nên là có những trường hợp sau khi ra tòa kêu án thì cái thời gian tạm giam đó là được tính vào thời gian thụ án, và có những trường hợp là được thả tại tòa vì là đã hoàn tất thời gian thụ án luôn đó cả nhà. Xuân Mỹ thì chỉ mong giải quyết vụ việc sớm kết thúc, bởi vì sau sự việc của bà Đại Nam thì cũng có nhiều YouTuber, một số YouTuber đã đi quá xa vấn đề và trở thành những cái có thể nguy cơ nha cả nhà, có nguy cơ trở thành có những cái vi phạm pháp luật trên không gian mạng nữa nha cả nhà, vì cái vụ việc này, cho nên là mong rằng sớm đưa ra xét xử để hoàn tất, để kết thúc cái vụ này. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại kênh Hồ Văn Cường Official, rất mong fan xa gần nghe nhạc ủng hộ con, và có show hay không có show thì hãy nhớ Hồ Văn Cường Official là kênh chính chủ mà cậu Út Gò Công up những cái bài nhạc. Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ con để tăng view cho con lên những cái bài hát triệu view ha cả nhà. Rồi tin tức của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like cho dưới video cho Xuân Mỹ nha cả nhà, để ủng hộ tinh thần cho Xuân Mỹ. Rồi xin chào tạm biệt à. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi coi đốt đồng để ngắm ngồi chim nhớ lá rừng.